Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc thì nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ thường là do nhiễm vi khuẩn, virus hoặc là do dị ứng. Bệnh không nguy hiểm nếu như chúng ta phát hiện sớm và chúng ta chữa trị đúng thì sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì bệnh sẽ khỏi. Nhưng nếu mà chúng ta chủ quan trị không đúng cách thì rất dễ dẫn đến biến chứng thành viêm loét giác mạc. Ngoài việc chúng ta dùng thuốc vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta có thể sử dụng một số thảo dược dễ kiếm để hỗ trợ bệnh nhanh khỏi và tránh lây lan. Trong video ngày hôm nay, dược sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với bạn 4 thảo dược để giúp chúng ta có thể hỗ trợ việc nhanh khỏi bệnh đau mắt đỏ và tránh lây lan đau mắt đỏ thành dịch. Đau mắt đỏ có thể là do vi khuẩn, virus hoặc là do dị ứng gây ra, thì bệnh gây ra rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Do đó, ngay sau khi mà chúng ta bắt đầu điều trị đau mắt đỏ, thì bạn cần thực hiện một số bước quan trọng như là chúng ta bỏ kính áp tròng ra, tránh các chất kích thích, các chất gây dị ứng. Chúng ta rửa tay thường xuyên, không dùng chung dụng cụ cá nhân, vì hầu hết các bệnh đau mắt đỏ này đều rất dễ lây lan. Một số thảo dược hỗ trợ điều trị đau mắt đỏ tại nhà. Thứ nhất là trà xanh. Các polyphenol được tìm thấy trong trà xanh hỗ trợ làm giảm viêm cho bệnh đau mắt đỏ khi mà chúng ta sử dụng đúng cách. Theo y học cổ truyền Việt Nam, chúng ta lấy 10 lá trà xanh đun sôi với nước rồi từ từ xông hơi vào mắt bị viêm, ngày 2 đến 3 lần có tác dụng giảm kích ứng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể ngâm 2 túi trà xanh với nước sôi. Trong vòng 10 phút, chúng ta vắt hết các chất lỏng dư thừa và để vào trong tủ lạnh 20 phút. Sau đó chúng ta nhắm mắt lại và đặt túi trà lên mắt trong vòng khoảng 30 phút. Thứ hai là cúc vạn thọ. Chúng ta lấy 10 lá cúc vạn thọ, 10 lá dâu non, rửa sạch cho vào nồi, đổ nước sôi vào và xông hơi nơi mắt bị đau. Lúc đầu có thể để xa, khi mà nguội bớt thì chúng ta cho lại gần. Vì gần quá gây bỏng mắt hoặc là nóng quá nó làm giãn cái mạch và các mao mạch nó căng vỡ. Ngày chúng ta làm một lần trong vòng 2 đến 3 ngày là ổn. Thứ ba là hạt cây thì là. Theo đông y thì cái hạt cây thì là nó hỗ trợ nhiều bệnh như là đau dạ dày, cảm lạnh, viêm đường hô hấp, mụn nhọt, sưng tấy. Với cái bệnh đau mắt đỏ thì cái hạt thì là chúng ta đun sôi cái hạt thì là để nguội chúng ta lọc bỏ hết cái hạt đi, dùng nước rửa mặt. Ngày chúng ta rửa 2 lần để hỗ trợ giảm đau, giảm sưng tấy ở mắt. Tư là hoa cúc. Hoa cúc theo y học cổ truyền nó là một dược liệu có vị ngọt, tính hàn, không độc. Để điều trị đau mắt đỏ thì chúng ta lấy cái bột hoa cúc kết hợp với thảo quyết minh, sinh địa, dùng đường uống sau khi mà chúng ta sắc thuốc. Trên đây là chia sẻ của dược sĩ Hiếu về 4 thảo dược giúp cho chúng ta khi mà bị đau mắt đỏ thì nó đỡ viêm, đỡ khó chịu hơn. Tuy nhiên, đau mắt đỏ thì chúng ta phải điều trị theo phác đồ điều trị, chứ chúng ta không thể nào mà dùng cái thảo dược này mà để hết đau mắt đỏ được. Vì vậy, các cô, bác, anh chị có cần dược sĩ Hiếu hỗ trợ tư vấn thì hãy nhắn vào đường link bên dưới nha, để dược sĩ Hiếu hỗ trợ tư vấn và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Mừng bạn đã xem hết video cùng Dược sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.